Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tại tỉnh Bình Định trong quý 1 năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ của năm ngoái. Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản của Bình Định ước đạt là gần 47.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Riêng cá ngừ đại dương đạt hơn 3.200 tấn, tăng hơn 19%. Để giúp ngư dân bám biển trong tình hình giá nhiên liệu tăng cao, Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích ngư dân vươn khơi, hướng dẫn ngư dân thành lập các tổ đội đánh bắt trên bờ để vừa giảm chi phí, vừa kéo dài chuyến biển bằng cách luân phiên gom thủy sản cho từng tàu cập bến.